the deep ones will feast. The Dusk is always ready for a fight. Walrus Punch! Đã biết chơi gì đây, chắc chơi trôn nè. Cái lần nào có hai con này. À chơi 9 assassin cũng khỏe đấy. Khỏe vãi cứt vượt. Thằng nào chơi mech đã có 4 con. Vẻ luôn này, Glock, BH, Tinker, thì mà so mình đùa tao à? In hand. Mạnh mẽ vậy. À viết hoa rồi đấy. Lúc chiều mấy cái chữ này là viết liền từ gì hết. I from the deeps I rise. Lô. Nghe chưa? Hả? Tự nhiên đi thôi. Tự nhiên đi. Thôi. Nhân phẩm to bắt đầu to đúng không? To con mẹ. Mày á. Ừ, sao thu được thế, từ bây giờ là không mở ra gì nữa, chẳng hạn nó ra toàn đi mẹ mày CM này. Ừ.
are. Oh, how the deep ones will feast. Con bóng ngâm xuyên. Hay quá. Abaddon. Sợ lắc à? With bones and spells I come. Lấy Slug vào chưa thử không nhỉ? Hai tiền thôi. À. Thì lại mua con Ricky mới hay. Ricky nó ẩn ẩn hàng chờ. Nó đều thấy mình cũng đều thấy. Gì thì cái khó nhìn lại cứ. Bên kia nó ẩn luôn hay là nó cũng ẩn như mình, nó cũng khó nhìn. Mình chỉ cầm máy xe đi kia ấy. Đấy nó yên vi như thế. Ờ rồi. Ờ, ok. Ra sợ ốc tiền. Ốc sáng luôn. Mất streak còn gì, giữ máu với tốt hơn là mất streak. Giờ bắt đầu chơi được khác rồi. Đéo có máu, giữ máu. Đúc tà rô từ 4, từ 50 tiền xuống còn 20 tiền luôn. Để giữ máu. Ở đây Enter giờ yếu rồi. Thôi, chơi phát. Ta chơi Death Hunter kết hợp với Phù. Phù với AM nào ngon hơn. Phù chưa ra thể thống công rãnh gì cả. Bây giờ ra một phát con trôn thì ok boy. Khắc phải lộn. Kim ra Berserker 2 khỏe. Đủ giữ Ali rồi. Thắng thắng thắng. Còn tất cả suốt nữa thì mẹ để bái luôn. Nó có cun ca sớm. Chơi Mac để Mac cun ca. Khỏe. Doom. Để biết còn đi chơi cả. Bố mày giữ tiền luôn. Mày chết đẹp à? Còn. Giữ hành trò thôi. Nó là nó quái mà. Bên cạnh mày hình như nó chơi chả là xịn. Ôi thằng nuôi rồng này. Thằng ấy dưới nó nuôi rồng. Nhưng mà nó đéo quá rồng. Đi. Tao là Knight, gần đây Access Undead Hunter. Đó, Knight Undead. Ừ. Chưa phải Hunter. Ta có hút này không? What the fuck? Hút cho Seka cầm à? Lát đưa cũng bán. Linh ngực hết. Hai cái rồi, hai cái con Storm nữa là Linh phát sọc. Sao mà nhiều đồ á? Ta có mấy đồ. Thêm Wonder Row với lại thêm AM nữa. Cũng được. Ui, nó bán cho tao hai con Linh ca này được à? Yes, lừa. À, tao vẫn còn con AOE. Bite F hay là ra Razor hồi xưa. NF tao không chơi được bởi vì tao có con Scout. Bán Scout khổ, uổng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tao được 4 đồ. Anh Death giờ nó yếu mà cũng khỏe. Quái lồn luôn. Chịu chín luôn. Ô thằng, ơ thằng, thằng nào all the way. Xếp lên 25 rồi kìa. Tao vẫn chưa xếp thằng nào. Bắn súng. Tao có 2 con Ricky rồi á. Đấy. Mùa lấy lệ.
Mù mắt. Mù mắt rồi. Không mà để bấm lộn. Kiểu phải vé này thắng anh. Mình sẽ cận, mày toàn 2 sao. Ừ, 2 sao. Có synergy nữa, khỏe. Thằng nào khỏe? Đâu, thằng này Omni đâu với CM. Đúng mãi là chết. Không biết. Đúng thế. CM đem to hơn nhưng mà con này có hồi máu. Với lại shield. Hộ thần thân tôi. Móc linh này. Rồi gì đây? Có cho tao bán Vicky quá đi. Mù mắt rồi. Mày vẫn muốn đặt trâu này. Khó lắm. Xong đấy, bây giờ sẽ là nhân phẩm. Element kém thì đéo ra gì là thua. Sakura gì này yếu nhỉ. Bất khiên luôn đi mẹ mày vô đạo. Mà vậy. Bật khiên sai lúc rồi. Cái lúc mà thì bật tìm kia để đánh đam. Cô đồ quay thắng tao à? Ở đâu? Cô đồ quay tao vẫn chưa gặp thằng cô đồ quay. Chưa biết thằng nào hơn không? Cô thằng nào hết. Địt mẹ nó bán cho tao con đi ca. Fuck. Địt mẹ cú nửa thế kỷ. Ulan the Rui nè. Thằng Odo quay mày thấy nó biết nó chơi gì không? Tao vẫn không biết nó chơi gì hết. Thằng đéo chơi trôn nữa nhỉ. Thường là tao là rai con nào thì tao mới build đồ hình chứ tao không có build trước. Assassin, Assassin. Build trước thì chỉ đó. Mày qua hai con này vẫn không gì đâu. Còn Archivist này. Archivist đầu là lấy ulti. Vừa rồi. Ừ. Regen khỏe, 40 regen à. Regen, còn ai 2. Odo quay gặp nào thế. Odo quay gặp mày. Thua, thắng 0-3. Ha, 2-0. Rồi, chúng ta làm gì đã có gì. Đã phải level 2 cơ. Phải dùng 2 Razor nè. Để hiểu. Mẹ đu. Cái ấp 7 rồi, fuck. Khó đây. Ui, đau quái. Xếp. Xích quên, đi chưa. Đau quái kìa, đi thật mày. Mẹ chưa kịp xếp trộm luôn rồi, con em nghe rồi. Mày đâu đánh em. À để vẫn đánh đi. Trong đá đi em. Có. Rồi. Mà thôi vẫn không thấy được rồi. Kiểu này tử thắng rồi. Pika nó sói nữa mà. Ơ hai sói đâu rồi. Ơ. À nó đứng ở góc nên đéo gọi sói được. Thế nữa. À, nhưng mà vẫn thắng. Nếu mà nó đánh con to trước đéo được rồi. Sao đánh con to trước? Có thể thắng mà đi bạn. Đánh to trước nãy nó đánh con to trước là đam bé đi thì sẽ thắng rồi. Một con to cũng bị giam ấy kìa. Để đánh. Để kiểu. Tịt xếp lại. Oh,
Thôi lại ghép thành thịt mẹ ấy rồi. Con râu à? Không. Cơ già. Em bị trừ mẹ lắp ráp. Đây tao gặp ô đồ quay rồi nè, theo là hắn. Tao vẫn nếu biết là hắn. Saka, ô tao ta hù, tao hù. Có streak. Ok. Chúng nó khỏe điểm tao nhiều. Rồi. Được con back thôi. Bây giờ mà ra thôn thì vẫn kịp này. Là TA. Head for the quarry. Are you ready to run? Ôi đéo mua nó đi, phải hết tiền rồi lấy rất nhiều quá. Hôm nay 49 rồi à? Bài lô kinh thật. Thằng này chậm 50 rồi. Ui 65. Thôi thế đi chơi bài lô gì nữa, chúng mày xanh thế thì. Thôi ta sẽ tiền đây đi. Lát lồn đi nhá. Em che nè. Là team F à? Đánh toàn mid đi mẹ. Ồ team F. Thua đi nè. Ta đánh cho toàn mid. Làm tao hùa. Sakura. Nó kịp hóa chó. Sakura in. Nó chuẩn bị giải rồi kìa. Ucho nè. Hơi khó. Hai. Tia. F. Bỏ BA được không được? Không. Bắc có chơi hay là tao chơi 6F hay là chơi 6F, tao có 4, 3, 3 F rồi. Gặp mày 4, 5, 6 sao? Vẫn khỏe đó. Tao vừa F mà vừa đam AOE nữa. Rất là khỏe. Này là to. Cáo mày rồi. Ừ, team tao vẫn chưa build khỏe. Nhưng mà mày nhiều tiền. Thằng top 1 thua mày rồi. Tấp 1 thua mày. Lôn rui nữa. Chơi rồi. SF à? Nếu chơi Senkin Rana. Nếu chơi. Ai bắt đồng. Ai bắt đồng. Fuck. My spirit returns to from my shadow guide, I bear a message of death for my enemy. Rồi, lồn đi đấy. Đây cho cũng một con Razor nữa xem nào. Thằng nào cầm đấy. Mày cầm à? Cầm 2. Thôi thua thằng này rồi. Nó 9-3 rồi. Ôi đồ ơi, tao vẫn đứa ăn nổi. Khỏe quá. Nhưng mà con tuyến sao? Sắp ring à. Ôi đó. Hai con sói ba máu, địt rồi, bãi lục. Đồ, cho em vài con... The Row à? The Row à? Lỗi lên bay được rồi sao? Drone à? Ok. Ui, đơ mẹ luôn này. Rồi. Tìm ta, thấy là rôn, trả lời gì cả. Cái nhỉ. Rồi ba cũng sướng.
thằng sắp toay rồi, còn 2 máu. A wolf in man's clothing. Có chất lượng đít mẹ mày. Từ từ. Bỏ râu lấy cung kê. Lấy cái thằng cần nào đâu, lấy luna ra đâu có kia ấp 8 rồi, đánh nó khá khó mấy luôn. Nghe nói nó gặp tao thua cái thằng Samurai. À, thằng đó khỏe á. Ui à, tao bắt đầu thắng thằng top 1 rồi. Mày thắng tao rồi. Hồi nãy tao thua mày. Tao có thua mày. Đấy con đi vẹt. Gấu 2. Số 2 quan gì. Thì liên quan gì. Bắt Rider luôn nè. Có thôi, rô ba thôi. Sải tạng. Lấy bỏ nào nhỉ? Bỏ Kuka, nếu mà đi xe bồ lắm. Ủa địch bè gặp mày thôi thua. Ủa bạn tàu quá. Ờ, giờ ấp tán rồi. Tìm DK chơi. Thì nó có DK xuống. Mày lại còn ép nữa đúng không? Ừ, có 3 ép à? Không phải con ép à? Ấp tán và bỏ full K vào. Thằng top 1 sao nó không tiêu tiền. Nó drone không mất tiền hay sao? Dạ. Ở đây nó có drone không mất tiền á. Mà ta thấy nó ít drone lắm. Không hiểu tại sao. Thật gặp đủ địch con mẹ gặp thằng lốn này. Ba. Cả ba. Có thằng chơi rồng ép rồi kìa. Không có thằng một thằng chơi rồng rồi. Rồng ép. Thằng nào đều biết đấy. Xin mẹ thua sắp mất lồn. Đây thằng thằng gốc. Không phải với cùng thằng tao rồi. Thằng rồng ép. Ôi chú 18 ạ. Địch con mẹ thằng lốn này. Rồng ép hai tu công tớ. Tắt nữa không? Đều được. Bỏ PA không? PA cần không ta? Bỏ toát ra TA về đây này. Thằng rồng kia khỏe quá. Có ăn 4 này, 2 undead. Vãi lộn. Ủa đã máy bay rồi cái lộn gì vậy? Một. Đâu giống vậy, tìm. Quả này trừ bao nhiêu đây? À, thằng bi số 3 xua kèo thắng luôn. Xua kèo nó ít nhất là top 2. Cái lộn nhân phẩm to. Tính cả 2 à? 1 nữa. DK 1 nhưng mà nó có AM3. Với lại tin ép khỏe lắm. Rồi sắp bay rồi. 2SF cho vào. 2F2. Mong là nó có. Ủa.
Razor này. Bỏ mẹ lết đi. Medusa nè. Một xíu nè. Medusa nè. Hai. Rột ba phát ba Medusa lên tiếp. Bán phu nhỉ? Ừ, bán phu. Tốt từ đầu, phải được kéo vào sạc. Disney Hammer, nó chưa có con to để đánh. Thắt nó phải bán con drone. Tầng thứ 1. Thằng kia áp chí rồi. Thằng kia áp chí. Drone sao? Gấu hay là Seca? Hay chọn nào đây? Mày như liên quan gì đến tao vậy? Hay là bỏ TA ra? Bỏ hồi TA một chiếu. TA 2 thì bỏ chắc thay con nào đó. Thay gấu à?